người đẹp ngoại hình chưa chắc là người tốt. Người tốt chắc chắn có trái tim đẹp bởi lòng nhân từ và tử tế. Quý vị đừng có hiểu lầm là thầy Nhật Từ xấu quá cho thầy Nhật Từ nói thế này để gọi là bưng bít cho cái xấu của mình về ngoại hình, cái đó hoàn toàn không phải. Rất nhiều người trong chúng ta đó đánh giá người khác thông qua chủ nghĩa ngoại hình, nhận thức rõ được những cái rủi ro từ đánh giá ngoại hình đó, cho nên trong kinh Kim Cương gọi đó là năng đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật đã dạy bài kệ như sau: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bắt năng kiến Như Lai. Nếu nhìn và đánh giá Đức Phật thông qua ngoại hình, tức là 80 tướng tốt đó, rồi 32 tướng đẹp, hoặc là đánh giá Đức Phật qua cái âm thanh đặc biệt ngọt ngào của Ngài, người đó đang đi đường tà, do vậy không thể thấy được Như Lai theo nghĩa bóng nha. Tức là mình vẫn nhìn thấy Đức Phật bằng tượng Phật, chất liệu gỗ, đồng, bạc, vàng hay là composite, mình thấy rõ ràng như thế, nhưng mà vẫn là xa Đức Phật. Ở chỗ là gì? Mình không hiểu được cái triết lý thâm sâu. Và chính vì thế đó, thì thông qua cái bài kệ này đó, Đức Phật nhắc nhở chúng ta đó là gì? Đôi lúc đó, mình đi tìm ông Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cho nên mình không thấy được cái hóa thân Phật thông qua những ông già làm vệ sinh ở đường phố, rồi những bà già làm là công quả trong các chùa, nhất là ở vị trí bếp núc hay là vệ sinh, rất là thầm lặng, không ai quan tâm, không ai biết tế, không ai ca ngợi, không ai tán dương. Bởi vì có rất nhiều người có trái tim rất đẹp, lòng tự tế rất là cao, tính nhân từ rất là lớn, nhưng mà cái ngoại hình của họ không được đẹp. Nhưng mà dựa vào ngoại hình, bối cảnh gia đình thì tự động mình bỏ qua được những phẩm chất cao quý trong đời. Cho nên Đức Phật mới nhấn mạnh chúng ta là hãy là tập nhìn bằng chiều sâu của tự giác để đánh giá giá trị của con người, nó không phải qua hình thức. Người đánh giá qua hình thức là rất dễ bị lừa, rất nhiều người bị lừa bởi chủ cái hình thức. Ở Việt Nam người ta có thói quen là gì? Khoe của. Người giàu thì giấu của, và người không có giàu thì đi khoe của. Thầy có hỏi một số người mà thầy gặp á, nói sao đi xe xịn đến mấy tỷ, mới nói thiệt thầy, nói thầy là thầy đừng cười, xe này mượn. Rồi có người nói xe này thuê, thuê mấy tiếng là bao nhiêu tiền đó. Nhưng mà hỏi tại sao phải làm như thế, thì có một số người ta trả lời thật tình lắm, vì người Việt Nam á, ta đánh giá qua chủ nghĩa ngoại hình. Nếu mình đi xe Honda cọc cạch, ta nói ông này là nghèo, không có tin tưởng nên không dám ký hợp đồng. Mà thấy đi chiếc xe mà trị giá khoảng chừng 3 tỷ, 4 tỷ đó, xe mà còn như thế thì chắc chắn là cái chất lượng làm ăn nó sẽ cao, nên ta tin tưởng hơn. Và bằng cách đó, đó nhiều người ta lợi dụng, ta đóng vai rồi giả dạng rồi bằng các hình thức rất là hấp dẫn. Thì thiếu kiểm chứng, chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của lòng tham và chủ nghĩa ngoại hình. Cho nên chúng ta đừng đánh giá ai qua ngoại hình của người đó, dù đó là ngoại hình đẹp hay là ngoại hình chưa đẹp, ngoại hình cao hay là ngoại hình chưa cao, ngoại hình đó là như ý hay là ngoại hình không như ý, mà phải đánh giá từ cái lối sống và ứng xử của người đó. Đó không phải đối với mình mà đối với mọi người xung quanh. Cho nên cái điều quan trọng nhất và cái đẹp đó, nội tâm được hiểu theo Phật giáo là gì? Có trái tim nhân từ và lòng tử tế. Thì cái này nó phải hội đủ được hai phẩm chất: Metta tức là từ, và Karuna là bi. Thì Karuna đó được định nghĩa trong Phật học đó, đó là thái độ cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Và cái thái độ này nó làm cho chúng ta không có vô cảm, vô tâm, chứ không có bất hạnh. Cho nên mình sẽ nỗ lực tìm kiếm, nếu đó là những cái sự kiện thật, cái hoàn cảnh khó khăn đó là khó khăn thật, thì một cái giúp đỡ đó, đó trong cái tình huống đó sẽ làm cho người đó vượt qua được những bế tắc thật.
Thì những trường hợp như vậy thì chúng ta không nên muốn xỉn, kêu kiệt, khó khăn, mà mình hỗ trợ để vượt qua. Còn những cái trường hợp người ta giả dạng, ta đóng vai thì giống như là một cái nghề vậy đó, tức là ta không có nghèo nhưng mà đóng vai là nghèo khổ để ăn xin. Hôm qua thì mới sớt thử trên mạng á, thì có một cái nhân vật ở bên Mỹ là sống bằng cái nghề ăn xin, mà khi mà ông chết ta công bố ra ông có đến là mấy chục triệu Mỹ kim. Tức là ông sinh tài giỏi như thế, ông đóng vai nó khổ sở, mà nhìn thấy cái ngoại hình khổ sở khóc lóc của ông là tự động ai cũng nhỏ giọt nước mắt và đi ngang qua là phải cho tiền. Rồi sau đó ông có tâm sự tôi xuất thân từ nghề nhà giáo nữa, bây giờ nhà giáo mà đi ăn xin thì tự động người ta thấy là cho một đô la, 2 đô la thì nó không đáng giá, cho nên là phải cho 10 đô, có người cho 20 đô. Từ khi mà nói cái vai trò cái đó trước đây nó càng cao thì tự động cái giá trị và được tặng biếu nó càng lớn. Thì bằng cách đó đó là không phải chỉ sống ăn xin không mà có đến là cả triệu Mỹ kim ha. Nhiều khi không ai ngờ được. Rồi một người Pháp cũng sống bằng cái nghề ăn xin và cái cách mà giả dạng của ông ấy làm cho mọi người rất là xúc động và cuối cùng ông ấy cũng có mấy triệu Mỹ kim. Còn ở Việt Nam mình cách đây mấy năm báo chí đưa tin có một ông ở Đồng Tháp, ông có sống bằng nghề ăn xin. Khi mà ông chết á, ta mới tìm kiếm ở cái xó xỉnh mà ông ở đó, nó có hơn 100 cây vàng. Cứ là xin khoảng chừng tuần hay là 10 ngày ông có được mấy chỉ vàng à. Rồi sau đó ông đi mua vàng, ông có gom góp gì đó, suốt cuộc đời sống một cuộc đời nghèo khổ, rồi cuối cùng chết cũng không mang theo được đồng vàng nào đi theo. Thì có những người vậy, dĩ nhiên là cũng có rất là nhiều người ta khổ thiệt. Thì vấn đề đó chúng ta phải nhận ra được ai là người khổ thiệt và ai là người khổ giả. Còn thầy thỉnh thoảng mỗi tháng thầy cũng nhận 2-3 cú điện thoại, ta xin tiền mà xin tiền gửi tài khoản qua điện thoại, thầy gửi cho con đi. Con của con đang hấp hối, chồng của con đang bệnh nặng, mình không biết đâu là thật đâu là giả nữa. Nói thật vậy đó, họ lấy cái số điện thoại trên mạng mà, sau đó họ kết bạn vô Zalo, sau đó là gỡ một vài tấm hình đó là thương tâm. Sau khi họ gọi điện thoại, họ ỏ ơi tâm sự khó khăn này, sau đó thì họ gỡ tài khoản, thầy ơi gỡ gấp tài khoản vô cho con. Thì cái đó làm sao mà xác định được? Không thể xác định được. Còn người ta đến chùa luôn nha, mỗi một tháng ở chùa thầy đó là người ta đến cũng khoảng là 20-30 trường hợp này vô phòng khách. Nó là gì? Hết tiền rồi, nhà đang bệnh nặng cần phải đi về quê gấp liền, thì nói thầy sẵn sàng ra giúp với một điều kiện. Cái người đó mới nói là điều kiện gì? Cứ gọi đây, thầy sẽ kêu xe tới rước tận đây, thầy sẽ trả tiền cho tài xế nha, anh gọi đây chờ chút xíu, thấy chuồn bắt tiêu. Biết là đồ giỡn rồi. Chứ còn nếu mà người ta khó khăn thật, ta muốn đi về đó thì cho đó, thì ta đâu cần phải giữ tiền đâu, mình đưa thẳng cho tài xế chở về tới tận nhà thì xuống thế mồ. Thì cái đó phần lớn là giả hết á. Người ta cứ nói là đi bị ăn cắp cái bốp, bị móc túi, giờ không có tiền đi về nhà. Bây giờ xe đó nha, xe bến đó, nó chở đến tận nơi. Có gì đâu khó. Chỉ cần có một cái bài thử nhỏ là mình biết là người ta khó khăn thiệt hay là người ta lợi dụng vào cái lòng tử tế để lừa dối. Thì cái tình trạng lừa dối giờ nhiều lắm. Cho nên đó, đừng để cho lòng gọi là bi cảm của chúng ta đó trở thành là một tình trạng lợi dụng để lừa dối. Cho nên là sau cái tâm bi là thông cảm trên nền tảng hiểu biết rõ, thì cái tâm từ đó, Metta Đức Phật dạy là gì? Hãy có những hành vi nỗ lực cụ thể để giảm nỗi khổ và mang niềm vui cho người đang gặp bế tắc. Còn nếu như mình không có kiểm tra, không có đánh giá lại đó là bị trớt hết. Thì có một lần đó là có một người đóng vai là bệnh mình rất là nặng, đang chuẩn bị mổ ở bệnh viện nhưng mà không có đủ tiền. Thì đưa hồ sơ ra rất là đầy đủ nha, thầy hỏi là có bệnh hồ sơ bệnh lý không, đưa ra cái hồ sơ có dán hình đàng hoàng. Thầy mới kêu chờ thầy chút xíu nha. Thầy vô thầy lấy cái hồ sơ, thầy gọi điện thoại vô cái khoa đó, thầy hỏi có bệnh nhân tên đó không nha. Thì khoa mới trả lời là có bệnh nhân tên đó,
nhưng mà đã xuất viện lâu rồi. Thầy mới coi lại cái hồ sơ á, cái con số thấy có sự thay đổi. Trước người ta là 2013 thì con số 13 đó, con số 3 đó sửa lại thành là 18. Lúc đó thì họ tới sinh là 18. Mà cái hồ sơ này đó là người ta đã bỏ rồi, thấy không? Sau đó thầy mới coi xuống bên dưới hồ sơ có địa chỉ nhà, thầy mới gọi về địa chỉ nhà. Thì cái người đó tao rất là giận, tao nói là gia đình tôi rất là giàu có, đâu có đi sinh ai đâu. Nhưng mà vì khi sơ khám chữa bệnh xong, hết bệnh rồi, tôi bỏ luôn cái hồ sơ trong cái sọt rác á của gia đình. Thì không biết có ai đó nó lượm được hồ sơ này, bắt đầu lấy cái đó để đi xin tiền. Thì thầy nói nếu vậy đó thì mời anh chị hãy đến chùa Giác Ngộ, số mấy, địa chỉ mấy. Thì 15 phút sau là gia đình nó đến liền. Rồi họ mới cầm chứng minh nhân dân theo, cầm hộ khẩu theo. Rồi thầy mới là vạch mặt luôn nha, nói là bây giờ đây là người thật là còn anh chị là lừa dối thế này, thầy kêu công an xuống liền. Tại vì những người như thế nó sẽ làm gọi là tổn thất cái tâm từ bi của những người có lòng tốt thật sự. Cái gian dối đó mặc dù là người ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn ta mới gian dối, nhưng mà dân hóa Việt Nam vẫn đề cao nghèo cho sạch rách cho thơm, cho nên mấy cái trường hợp đó là mình đừng có dễ dãi bỏ qua. Vì họ lừa được một trường hợp thì họ sẽ lừa được những trường hợp khác. Mà cũng là may mắn là thầy chịu khó, thầy gọi cho bệnh viện rồi gọi cho cái số điện thoại ở trong cái hồ sơ bệnh án, nó mới ra được. Chứ còn nếu mình thấy hình đàng hoàng rồi mình cứ tưởng là người đó là người thật việc thật thì mình sẽ vừa bị lừa. Và tới khi ta lừa được một ngôi chùa thì người ta sẽ lừa được nhiều ngôi chùa khác, nếu người ta không có kiến thức nha để mà kiểm tra những cái thông tin đó có thật hay không. Cho nên làm từ thiện trong cái giai đoạn này đó, nó khó hơn là giai đoạn trước, vì cái người giả dạng nhiều quá, nó làm chúng ta không biết đâu là thật đâu là giả. Do đó đừng để cho lòng tử tế và trái tim nhân từ của chúng ta bị đóng băng. Bởi vì mình tu học theo đạo Bồ Tát đó, bố thí ba la mật lên làm đầu, đó là cái biểu đạt của tâm từ bi. Cái yếu tố cuối cùng của sáu ba la mật đó là trí tuệ toàn hảo. Mình trí tuệ toàn hảo nó làm cho mình sẽ hiểu rõ được mọi vấn đề, từ ngóc ngách, nhân duyên, điều kiện, hoàn cảnh, môi trường, rồi cái cách thế nào để thật sự có giá trị nhiều. Thì từ cái sáu ba la mật đó đó thì các tổ Việt Nam rút gọn lại cho ta là phước huệ song tu. Tu phước thông qua bố thí, tu trí tuệ là thông qua đọc kinh, nghiền ngẫm kinh, thực tập chân lý. Cho nên khi mình nói là phước huệ song tu, tức là nó tắt thôi, còn nó đủ là chúng ta phải tu sáu phương diện. Thứ nhất là tu về bố thí cúng dường, thứ hai là tu về đạo đức, thứ ba là tu về kiên trì, thứ tư là tu về nỗ lực, thứ năm là tu về thiền định, và thứ sáu là tu về trí tuệ. Đó là sáu phương diện tu mà bất kỳ ai có nỗ lực thực tập mỗi ngày đó thì tự động mình sẽ có tiến bộ nhiều. Chứ còn đó, các hình thức như là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, đi thiền hành chỉ là những cái điều hỗ trợ thôi. Còn quan trọng là phải tu sáu nội dung đó thì mình mới có sự tiến bộ trong trong sự hành trì Phật pháp. Nếu quý vị quan hỷ với điều này thì cho một tràng vỗ tay nào.